lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam. Uống rượu bia đặt ngay thuê lái, vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng. Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn. Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước, tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm, chuyến đi có bảo hiểm. Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga-Ukraine sớm ngày 7 tháng 10, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua, khi quân đội Nga tiếp tục khép hai gọng kìm tại mặt trận Kudakhove, sẵn sàng hỏa lực vây bọc lực lượng Ukraine rút lui tại đây. Nga tiến nhanh chưa từng có trong 12 tháng qua. Kênh Vanity Global tổng kết bước tiến của các đơn vị lực lượng Moscow vào sâu trong mặt trận Donetsk trong 12 tháng qua, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 tới ngày 30 tháng 9 năm 2024. Tốc độ phát triển nhanh như vậy được nhìn thấy lần cuối vào đầu năm 2022 khi Moscow bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bắt đầu từ việc Avdiivka thất thủ hồi tháng 2 năm nay, quân đội Nga đã một mạch đẩy quân tới sát mép Poprov, đặc biệt trong 2 tháng 8 và tháng 9. Mặc dù Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk, nhưng lực lượng Nga đã tương kế tựu kế để tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công miền đông, chiếm lấy hàng loạt pháo đài kiên cố. Washington Post ngày 2 tháng 10 dẫn nhận định của nhà phân tích Pasi Paronen đến từ Bird Group, một tổ chức phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Helsinki, cho biết lực lượng Nga ở Donbass đang tiến công với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Ông ước tính quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 823 km vuông lãnh thổ Ukraine trong tháng 8 và tháng 9. Nhà phân tích Paronen cho biết, những bước tiến lớn nhất của quân đội Nga diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, trùng với thời điểm Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Trong bước tiến mới nhất tại mặt trận miền đông Ukraine, quân đội Nga hôm 2 tháng 10 đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Vuleda ở tỉnh Donetsk sau 2 năm giao tranh. Vuleda nằm cách thành phố Donetsk khoảng 60-70 km về phía tây nam, được coi là thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó ở Lugansk, bằng việc giành quyền kiểm soát Makiivka hôm 29 tháng 9, lực lượng Nga đã đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu định cư lớn cuối cùng ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Hiện theo thống kê, 98,8% Lugansk đã nằm trong tay quân đội Nga. Và theo chuyên gia, hiện chỉ còn một khoảng đất nhỏ ở khu vực Svatovo và Kremenaya vẫn do Ukraine kiểm soát. Cách đây 2 năm, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lugansk, tỉnh Kherson và Zaporozhye đã sát nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine vẫn coi hai nước Cộng hòa vùng Donbass cũng như Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ nước này. Kiev cùng nhiều nước phương Tây mạnh mẽ phản đối cuộc trưng cầu dân ý và khẳng định sẽ không công nhận kết quả bỏ phiếu và mọi việc chỉ có thể được định đoạt trên chiến trường. Và sau 2 năm, những bước tiến vững chắc của Nga đang ngày càng tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông. Trong khi đó, Ukraine bị cho là mắc kẹt với chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga. Kiev mở chiến dịch tấn công Kursk từ đầu tháng 8 với hy vọng buộc Nga phải rút bớt lực lượng khỏi mặt trận Donbass. Tuy nhiên, việc Ukraine đổ hàng chục nghìn quân đến Kursk khiến phòng tuyến của họ ở miền đông càng bị kéo căng và dễ tổn thương trước làn sóng tấn công của Nga. Nga gần như không giảm bớt lực lượng ở Donbass, thậm chí đẩy nhanh đà tiến công nhằm xuyên thủng những phòng tuyến cuối cùng của Ukraine tại đây. Hienik và Kudakhove có nguy cơ bị bao vây. King Military Summary đưa tin, một cuộc phản công khác của quân đội Nga RFAF bắt đầu theo hướng Kursk. Dộ tin lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi Veziole, Obukhovka cũng như Medvedsi. Các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Nga đang diễn ra dọc theo các tuyến rừng. Cuộc tấn công của quân đội Nga đang tiếp tục theo hướng Kupiansk với các mũi xung kích được cho là đã tiến sâu hơn vào làng Kolesnitskivka. Tại Torez, lực lượng Moscow đang tập trung tiến về phía khu mỏ và quận Sabanka. Các video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga tiến về tuyến đường tiếp tế quan trọng chạy qua New York và Sabanka. Về phía Poprov, quân đội Nga vẫn đang cố gắng vượt qua Zelidove. Lực lượng của họ đã tiến về phía bắc ngôi làng theo hướng đường M30. Hienik và Kudakhove cũng đang có nguy cơ bị bao vây. Quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế về phía bắc dẫn vào Hienik, gặt hái thành công ở khu định cư này. Các video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow ở ranh giới rừng cách ngôi nhà đầu tiên trong làng chỉ vài mét. Quân đội Ukraine tuyệt vọng, Nga chờ sẵn màn tháo chạy ở Kudakhove. Kênh Ridovka cho biết, những ngày qua, mọi sự chú ý trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đều đổ dồn vào Uleda.
thành phố được tuyên bố đã sạch bóng quân đội Ukraine. Sự thất thủ được chờ đợi từ lâu của pháo đài lớn nhất này gắn bó chặt chẽ với bối cảnh các sự kiện trong vùng tác chiến khi mà lực lượng Moscow nắm quyền chủ động ở những nơi trọng yếu về mặt chiến lược. Vì vậy, quân đội Nga đã đột nhập vào Ostrovskoye, cắt đôi khu vực Kurakhove của mặt trận. Vị trí của quân Nga vòng qua Selidovo được xác nhận từ phía Bắc và hồ chứa từ phía Nam. Các đơn vị Kiev ở Goniak cũng như Kurakhove rơi vào tình thế tuyệt vọng. Hành lang thoát ra rộng 8 km lại không có rào cản nào đối với quân đội Nga. Đây là nơi lực lượng Moscow từ Oleda sẵn sàng cho một màn tháo chạy ồ ạt của đối phương dọc theo những con đường cuối cùng dưới sự tấn công của FPV và màn hỏa lực pháo binh dày đặc. Tskrino sắp thất thủ. Kênh Zlaty 71 đưa tin, trên hướng Oleda, lực lượng Moscow đã bắt đầu tiến quân tự tin giữa Vodiane và Katerinivka, với tiến triển cũng được xác nhận về phía Bohoyablenka, cùng một số thành công về mặt chiến thuật ở Bắc Brejistivka. Tại Pavros, quân đội Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Tskrino, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc bao vây các thị trấn Horian và Selidove. Ukraine đang cố thủ tại trang trại gia cầm ở vùng ngoại ô phía tây của khu định cư. Bằng mũi tấn công từ phía bắc Tskrino, lực lượng Moscow tiếp tục bao vây Selidove từ phía nam. Ở Torres, việc dọn xe khu vực nhà cao tầng ở phía đông mỏ trung tâm đã hoàn tất. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Leonidivka. Trên hướng Svatovo ở tây bắc Makiivka, quân đội Nga đang tấn công dọc theo con đường đến Pechovsky. Một điểm cao quan trọng đã được chiếm giữ ở phía tây nam của nơi này. Phía tây Nevsky, lực lượng Moscow đã tiếp cận Novoliennubivka rất gần. Trên mặt trận Kupiansk, lực lượng Moscow đã cắt đứt đường cao tốc Krulia-Kovka-Brestove. Về phía nam, làng Visnevoe đã chính thức được kiểm soát. Nằm ở phía tây nam Andreevka, ngôi làng này đã trở thành khu định cư đầu tiên của Ukraine ở quận Izum bị thất thủ. Quân đội Nga đang tiến về Borova, một trung tâm hậu cần quan trọng khác của nhóm quân đối phương trong khu vực. Kursk, Ukraine chưa từ bỏ, tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát. Theo kênh Reba, trên mặt trận Kursk, các đội hình của quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của họ trên một số tuyến. Đồng thời, lực lượng Moscow đang tìm kiếm, phá hủy có hệ thống các thiết bị, vị trí của đối phương ở cả Kursk lẫn Sumy. Tại quận Gluskovo, các cuộc đụng độ đã được báo cáo trong khu vực Veseloye. Đánh giá theo cảnh quay xuất hiện trực tuyến, Ukraine đã tiến tới vành đai rừng phía đông nam của ngôi làng, đưa các đơn vị UAV vào tham chiến. Một trong số nhóm điều khiển UAV này đã bị bao phủ bởi hỏa lực pháo binh Nga. Có khả năng, lực lượng Kiev cũng sẽ sớm cố gắng tấn công dọc theo tuyến đường sắt để bảo vệ sườn phải của nhóm binh sĩ Ukraine đang dần bao vây Veseloye. Đồng thời, các cuộc không kích vẫn tiếp tục. Máy bay Nga đã phá hủy một khẩu pháo M777 khác đang khai hỏa từ một vị trí trong khu vực rừng sát Dibrova, đồng thời cũng thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các khu vực tập trung của quân đội Ukraine. Tại quận Gorenevo, lực lượng Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở khu vực Lyubimivka cũng như trên những tuyến đường tiếp cận phía đông tới Obukhovka. Phía tây Krimianoye, UAV phá hủy một xe bọc thép của Ukraine sau khi xe bị lật do mất kiểm soát, tiêu diệt các thành viên kíp xe còn sống sót. Tại quận Sudha, các đội hình Ukraine đã cố gắng đột phá qua hàng phòng thủ của quân đội Nga ở khu vực Kamisevka, Plekovo. Lực lượng Moscow đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công, đồng thời tập kích cơ sở hạ tầng hậu phương của quân đội Ukraine ở Hyevo, Mielove và Kolmakovo. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh dữ dội ở Pavlos và Kurakhove. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 5 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 147 cuộc giao tranh đã xảy ra, trong đó số đợt tấn công của đối phương nhiều nhất được ghi nhận ở hướng Pavlos và Kurakhove. Báo cáo có đoạn, Nga đã tiến hành 69 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 105 bom KAB. Ngoài ra, họ còn sử dụng 583 UAV và thực hiện hơn 3.590 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivets, Kramatorsk, Torez, Vremovsky và Orekhov. Về phía Pavlovsk, Moscow đã 28 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Trong ngày, 177 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 72 người thiệt mạng. Nhiều xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, ô tô và pháo binh đã bị phá hủy hoặc hư hại. Họ cũng hoạt động theo hướng Kurakhove với 26 lần xung phong. Ba trận chiến đang diễn ra, báo cáo viết. Deep State,
quân đội Nga tiến sâu vào Torez. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR, quân đội Nga đã tiến vào 3 khu định cư ở khu vực Donetsk, đặc biệt là ở Torez. Báo cáo có đoạn, Nga tiến vào Maximilianovka, Tskrino, Torez, Myasozharovka và Pechanoye. Moscow sẽ cố gắng kiểm soát hậu cần của Kiev tại Zaporizhia. Ukrainska Pravda đưa tin, người phát ngôn nhóm lực lượng phòng vệ miền Nam Vladislav Voslosin của quân đội Ukraine dự đoán rằng trong những ngày tới, đối phương sẽ tăng cường hoạt động tấn công trong khu định cư Orekhov và Malaya Tokmaka ở vùng Zaporizhia với mục đích kiểm soát các tuyến đường hậu cần của quân đội Ukraine. Ông nói, Orekhov, Novaya Tokmaka ở vành máu ngựa Robotino. Nếu có đột phá nào đó ở đây, thì đối phương có thể kiểm soát các tuyến đường hậu cần đi từ Zaporizhia về phía đông của Ukraine, nơi lực lượng phòng vệ của chúng tôi nắm giữ cả khu vực Donetsk và phần phía nam của vùng Zaporizhia. Vì vậy, Moscow sẽ cố gắng bằng mọi giá để chiếm quyền kiểm soát nhằm cắt đứt hậu cần của chúng ta. Ông Voloshin lưu ý rằng theo hướng này, các hành động tấn công mới đang tiếp tục và đang được chuẩn bị. Theo thông tin tình báo của chúng tôi, các nhóm tấn công mới đang được chuẩn bị gần Orekhov và Robotino. Đặc biệt, Moscow đang điều động nhân sự đến đó, tiến hành trinh sát, tình báo, hỗ trợ hậu cần và trong tương lai gần, trong vài ngày tới, có thể sẽ tăng cường các đợt tấn công mới. Ukraine nói 6 sĩ quan Triều Tiên bị thiệt mạng ở Donetsk. Kiev Post tham khảo các nguồn tin tình báo đưa tin, các sĩ quan Triều Tiên đã đến để tham vấn với các đối tác Nga. Ngoài ra, 3 binh sĩ, 3 sĩ quan Triều Tiên đã bị thương. Theo báo cáo từ mạng xã hội Nga, trước cuộc tấn công bằng tên lửa, lực lượng Nga đã cho đại diện Triều Tiên xem quá trình chuẩn bị quân sự của họ cho các hoạt động tấn công và phòng thủ. Phía Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Trước đó vào tháng 6, có thông tin cho rằng Triều Tiên sẽ cử lực lượng xây dựng và kỹ thuật quân sự tham gia vào công tác tái thiết tại Donetsk sớm nhất là vào tháng 7 năm 2024. Tình báo phương Tây ước tính rằng một nửa trong số khoảng 3 triệu quả đạn pháo mà Nga sử dụng mỗi năm đến từ Triều Tiên. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không biết về thông tin Triều Tiên có thể gửi lực lượng công binh tới vùng Donbass ở Ukraine. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhắm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là vô căn cứ và không có cơ sở. Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung. Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố, mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây. Ukraine tuyên bố tấn công 3 sở chỉ huy của Nga bằng tên lửa Storm Shadow. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5 tháng 10 cho biết, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy của lữ đoàn súng trường cơ giới số 35 và 27, cũng như trung tâm chỉ huy của quân đoàn cận vệ số 2 của lực lượng vũ trang Nga. Thiệt hại của cuộc tấn công đang được xác định. Theo Bộ Tổng tham mưu, cuộc tấn công được lực lượng Ukraine thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow và tên lửa GOMOS. Các đơn vị của không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh phối hợp với các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã tham gia vào cuộc không kích. Hiện, Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin này. Trong một diễn biến mới, Đại tá Yuri Inat thuộc không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tích cực triển khai nhiều loại máy bay không người lái UAV khác nhau trên chiến trường nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Theo quan chức này, ngoài UAV Shahed, Nga cũng đang sử dụng nhiều loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến do các UAV cũ dễ bị hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine khắc chế. Máy bay không người lái giá rẻ được Nga sử dụng trong cuộc tấn công bao gồm cả UAV Gebera được sản xuất theo 3 phiên bản, trinh sát điện tử, tấn công và mồi nhử. Tờ Defense Express trước đó cho biết UAV này có thân bằng xốp và được lắp ráp bằng công nghệ lạc hậu. UAV tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào tối ngày 5 tháng 10, có sự xuất hiện của hàng loạt UAV tấn công của kẻ thù đang di chuyển từ phía Bắc, phía Đông và phía Nam. Lúc 20:34, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Sumy. Sau đó, từ 20:54 đến 23:15, UAV Nga xuất hiện ở Sumy, Chernihiv, Kharkov, Kherson, Nikolaev, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kiev, Odessa, Migorod, Kremenchuk, Chekasy, Kirovohrad.
Lúc 0 giờ 20 ngày 6 tháng 10, tiếp tục có báo động phòng không ở nhiều nơi. Sau đó, từ 1 giờ 11 đến 5 giờ 05, UAV được đánh dấu xuất hiện ở hầu khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Sáng nay, báo động không kích thứ 3 được công bố Kiev vào lúc 5 giờ 43. Trước đó, chuông cảnh báo lần lượt vang lên vào 22 giờ 19 và 1 giờ 25. Tới 6 giờ 05, tức 10 giờ 05 theo giờ Việt Nam, báo động không kích đã bị hủy bỏ ở Kiev. Trong các cuộc không kích trước đó, lực lượng phòng không đã hoạt động ở Kiev. Nga triển khai UAV bí mật ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn hãng tin Pravda ngày 5 tháng 10, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, hiện nay, ngoài UAV Shahed, Nga đang sử dụng loại UAV khác để tăng hiệu quả tác chiến do UAV Shahed dễ bị ảnh hưởng bởi hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Ông Inat nêu ví dụ, trong cuộc không chiến đêm 4 tháng 10 rạng sáng ngày 5 tháng 10, 3 UAV Shahed của Nga đã bị bắn hạ, trong khi 10 chiếc còn lại biến mất không dấu vết. Theo giới chức Ukraine, đây có thể là UAV loại khác của Nga hiện chưa xác định được chủng loại. Trong một số trường hợp, các thiết bị bay của Nga có thể quay trở lại Nga hoặc lãnh thổ Belarus. Để xác định các UAV mới của Nga thực sự là gì, chuyên gia quân sự Ukraine cần thu thập được mảnh vỡ của chúng. Nga ngày càng sử dụng nhiều loại UAV giá rẻ, trong đó có UAV Gebera do họ sản xuất với 3 phiên bản, trinh sát điện tử, cảm tử hoặc mồi nhử. Theo nguồn tin của Defense Express, UAV này có thân bằng xốp và được lắp ráp với chất lượng sản xuất khá thấp. Ông Inat nhấn mạnh, Nga đang sử dụng một số lượng lớn khí tài tấn công trên không để áp đảo lực lượng phòng không Ukraine và tiến hành trinh sát trên không. Quan chức không quân Ukraine cũng nhấn mạnh yêu cầu khẩn cấp đối với người dân. Nếu các bạn gặp bất kỳ vật thể đáng ngờ nào giống UAV, vui lòng không tự mình thực hiện bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, hãy thông báo kịp thời cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan khẩn cấp nhà nước hoặc chính quyền quân sự. UAV đóng vai trò quan trọng trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều ra sức phát triển lĩnh vực UAV để tăng hiệu quả tác chiến trên chiến trường. Ukraine đặc biệt đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất UAV để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây. Trong bối cảnh phương Tây chưa đồng ý để Kiev thực hiện các vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ, Ukraine tuyên bố đã chế tạo được UAV có tầm hoạt động lên đến hơn 1.000 km. Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Haviliuk hôm qua cho biết Ukraine đang gây áp lực lên lực lượng dự bị của Nga thông qua việc bắt kịp tiềm lực hỏa lực của Nga. Cụ thể, ông nói, tỷ lệ chênh lệch sử dụng đạn pháo trên mặt trận Ukraine-Nga đã giảm so với mùa đông năm ngoái. Nếu năm ngoái là 1.8 thì hiện giờ là 1.3. Tháng trước, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zelensky và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho hay Ukraine đã đáp lại được 1/2,5 quả đạn pháo mà Nga bắn ra. Điều này có thể là do nhiều yếu tố. Một trong số đó là việc Kiev đã bắt đầu tự sản xuất đạn pháo 155 ly thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ từ phương Tây. Su-57 bắn rơi UCAV S-70 yểm trợ của mình khi tác chiến ở Ukraine. Kiev Post ngày 5 tháng 10 đăng tải đoạn video mà họ mô tả là ghi lại cảnh tiêm kích Su-57 của Nga bắn hạ chiếc UCAV thử nghiệm Sukhoi S-70 Okhotnik của chính nước này. Theo truyền thông Ukraine, vụ bắn rơi xảy ra ở khu vực Konstantinovka, Donetsk. Nga chưa bình luận về thông tin này. S-70 được thiết kế để hoạt động như một máy bay không người lái hiệp đồng tác chiến với Su-57, tiêm kích thế hệ 5 của Nga. Nó cũng có thể hoạt động độc lập để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác. S-70 được xem là UCAV lớn hàng đầu thế giới, với trọng lượng cất cánh khoảng 20 tấn. Nó dài 14 mét, sải cánh gần 20 mét và vẫn trong quá trình thử nghiệm trên nguyên mẫu. Theo Kiev Post, các thông tin ban đầu nhận định phòng không Nga dường như đã bắn nhầm vào UCAV của chính mình khiến chiếc S-70 bị rơi. Tuy nhiên, báo Ukraine đã phân tích đoạn video và cho rằng S-70 bị bắn khi đang yểm trợ cho Su-57 trên không, dường như bằng tên lửa tầm nhiệt R-74M2. Một giả thuyết được các chuyên gia quân sự đưa ra là chiếc S-70 có thể đã gặp sự cố trên không và Su-57 của Nga buộc phải tự bắn rơi UCAV của chính mình để ngăn nó bị lọt vào tay Ukraine do rủi ro bị lộ công nghệ vào tay đối thủ. Từ năm ngoái, truyền thông Nga nói rằng nước này đã và đang thử nghiệm ít nhất 2 UAV S-70 ở Ukraine và dòng vũ khí này đã khai hỏa tại chiến trường. Thợ săn S-70 Okhotnik do tập đoàn Sukhoi của Nga chế tạo có khả năng mang tên lửa và bom dẫn đường chính xác. Okhotnik được làm từ vật liệu đặc biệt và trang bị lớp phủ bên ngoài có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar hiện đại. S-70 có tầm hoạt động 5.000 tới 6.000 km
với tốc độ bay tối đa là 920 km/h. Theo các chuyên gia, trong kịch bản Su-57 và S-70 hiệp đồng tác chiến, chiếc UAV này sẽ đóng vai trò là thiết bị mang vũ khí và sẽ giúp hỏa lực của Su-57 vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn. Bộ Quốc phòng Nga trước đó còn nói rằng S-70 sẽ có nhiệm vụ mở rộng mạng lưới radar của Su-57 và đóng vai trò trinh sát, truy tìm mục tiêu để cung cấp tham số cho Su-57 khai hỏa. Vì vậy, S-70 có thể sẽ được triển khai theo chiến thuật bọc lót cho Su-57, đồng thời giúp tiêm kích thế hệ 5 tìm kiếm, loại bỏ các mục tiêu trên không. Giới quan sát cho rằng, trong kịch bản tác chiến khác, Su-57 có thể duy trì cự ly cách xa các phương tiện bay của đối phương cũng như các mối đe dọa trên không và điều khiển S-70 thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí và tên lửa trang bị trên UAV. Chiến thuật này giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra thiệt hại về người khi Su-57 tham chiến. Nga từ năm 2022 đã xác nhận Su-57 đã tham gia vào chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB nhận định cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích dụ Moscow đưa ra phản ứng cứng rắn nhưng đã thất bại. Ngày 5 tháng 10, phát biểu tại cuộc họp của các quan chức an ninh cấp cao Nga, Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bortnikov nói rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích dụ Moscow đưa ra phản ứng cứng rắn và không cân xứng, theo RT. Ông Bortnikov cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk đầu tháng 8 một lần nữa chứng minh bản chất tội phạm của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuộc đột kích này nhằm khiêu khích Nga đưa ra phản ứng gay gắt không cân xứng và xóa bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột trong tương lai gần, ông Bortnikov nói. Ông Bortnikov lưu ý rằng hoạt động của Kiev ở Kursk đã thất bại trong việc làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ Ukraine ở chiến trường Donbass, miền đông Ukraine. Ông Bortnikov cho rằng quân Nga đã đạt được những tiến triển ổn định ở Donbass trong những tháng gần đây. Theo lãnh đạo FSB, các hoạt động của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến đang được các sĩ quan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hỗ trợ, từ đó phơi bày ý định của phương Tây trong việc mở rộng và gia tăng cường độ thù địch. Trong khi lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để đạt được tiến triển, các nước NATO đang thúc đẩy Kiev tiến hành tích cực hơn một cuộc chiến phá hoại và khủng bố ở các khu vực biên giới Nga, ông Bortnikov nói thêm. Zelensky đến Sumy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tỉnh Sumy ở phía bắc nước này, nơi Ukraine phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk lân cận của Nga hồi tháng 8. Gần 2 tháng sau chiến dịch bất ngờ, quân đội Ukraine đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở tỉnh biên giới Nga. Mặc dù tốc độ tiến quân đã chậm lại và lực lượng Nga bắt đầu phản công, cần phải hiểu rằng chiến dịch ở Kursk là một hoạt động mang tính chiến lược, tạo thêm động lực cho các đối tác của chúng ta, động lực để sát cánh cùng Ukraine để họ quyết đoán hơn và gây áp lực lên Nga, ông Zelensky viết trên Telegram. Được hộ tống bởi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrsky, ông Zelensky đã đến thăm lữ đoàn không kích số 82. Ông cảm ơn lữ đoàn vì đã tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tổng thống cho biết, chiến dịch ở tỉnh Kursk đã giúp Kiev thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ. Chúng ta cần thúc đẩy thế giới và cho họ thấy rằng Ukraine có thể mạnh hơn đối phương, ông Zelensky nói với các binh sĩ. Dù đạt được một số thành công ban đầu, nhưng chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk vẫn không thể làm Nga mất tập trung vào các hoạt động ở Donbass. Quân đội Ukraine mới đây thừa nhận đã phải rút lui khỏi thị trấn Vuleda thuộc Donetsk để tránh bị quân đội Nga bao vây. Lực lượng Nga cũng chỉ còn cách thành phố chiến lược Bobrovsk 7 km. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông đã họp với Bộ Chỉ huy quân sự để thảo luận về tiền tuyến, phòng không và tình hình năng lượng ở Sumy. Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng tư lệnh Syrsky cho biết đã thảo luận về hợp tác trên chiến trường, trên không gian mạng với tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, và tướng Timothy House, người đứng đầu Bộ Tư lệnh không gian mạng Mỹ. Điều quan trọng đối với chúng ta là tận dụng mọi cơ hội có sẵn để đạt được ưu thế trước đối phương, cả trên chiến trường và trên không gian mạng, ông Syrsky nhấn mạnh. Zelensky nói về nền hòa bình đáng tin cậy ở Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 6 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý rằng hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở luật pháp quốc tế và không có bất kỳ tranh chấp nào về chủ quyền lãnh thổ. Ông Zelensky nói, mọi thứ được nêu trong kế hoạch chiến thắng là hoàn toàn có thật đối với các đối tác của chúng tôi. Trên thế giới có nguồn tài nguyên này, một nguồn lực tăng cường sẽ cho phép chúng ta tiến về phía trước. Đây chính xác là mục tiêu, nhiệm vụ của chúng tôi, đảm bảo cho Ukraine nền hòa bình đáng tin cậy, an ninh lâu dài.
Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở luật pháp quốc tế và không có bất kỳ hoạt động buôn bán chủ quyền hay thương mại lãnh thổ nào, chính xác như được dự tính bởi công thức hòa bình. Ukraine cần một nền hòa bình thực sự, công bằng, được đảm bảo bảo vệ khỏi chiến tranh. Điều này chỉ có thể thực hiện được ở những vị trí vững mạnh, chỉ khi cả người dân và đối tác của chúng tôi thực sự đoàn kết, ông nhấn mạnh. Đây là những gì chúng tôi đang làm việc. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng tôi, những người sẵn sàng biến tuần tới thành lịch sử theo nhiều cách, mà lãnh đạo Ukraine bày tỏ. Ông Zelensky cho biết công việc vẫn tiếp tục giữa các nhóm từ Ukraine và Mỹ cũng như các đối tác khác để chuẩn bị cho hội nghị Ramstein. Các quyết định quan trọng và nói chung là các cuộc họp và đàm phán vào tuần tới. Tổng thống lưu ý, tuần này có thể là tuần tích cực đối với khả năng phòng thủ của chúng tôi. Đối với tầm nhìn của chúng tôi về việc chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào, chúng tôi sẽ làm mọi thứ vì điều này. Chúng tôi sẽ làm 100% và chúng tôi sẽ làm điều đó một cách hiệu quả. Trước đó, Financial Times đưa tin, Ukraine và các đồng minh phương Tây đang thảo luận về một thỏa hiệp có thể có. Theo đó, Kiev có thể trở thành thành viên NATO để đổi lấy giải pháp ngoại giao cho vấn đề lãnh thổ do Moscow kiểm soát trong tương lai. Slovakia thuyết phục Ukraine duy trì vận chuyển khí đốt sau năm 2024. European Pravda đưa tin, Thủ tướng Slovakia Robert Fico có kế hoạch thuyết phục Ukraine không dừng vận chuyển khí đốt sau năm 2024 khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Ukraine với Gazprom hết hạn. Thủ tướng Fico cho biết, ông không loại trừ các vấn đề về nguồn cung cấp khí đốt với Slovakia mà nước này nhận được khi quá cảnh qua Ukraine từ đầu năm 2025 và tại cuộc họp liên chính phủ vào ngày 7 tháng 10, ông sẽ thuyết phục Kiev duy trì quá cảnh. Ông nói, chúng tôi sẽ thuyết phục các đối tác Ukraine sử dụng cơ sở hạ tầng năng lượng của họ để nhập khẩu khí đốt và dầu sang châu Âu. Nếu Ukraine muốn bảo tồn cơ sở hạ tầng này thì phải sử dụng. Ông lưu ý, Slovakia ủng hộ sự hội nhập châu Âu của Ukraine và tin tưởng vào những bước đi thân thiện từ Ukraine. Tướng Fico nhấn mạnh, cả Slovakia và Ukraine đều sẽ được hưởng lợi từ việc này vì chi phí vận chuyển đã được thanh toán. Ông nói về việc bảo toàn quá trình vận chuyển để tránh đề cập đến khí đốt của Nga. Như đã biết, vào cuối năm 2024, hợp đồng vận chuyển khí đốt của Ukraine với Gazprom sẽ hết hạn. Kiev kiên quyết bác bỏ khả năng gia hạn nó. Đây là một thách thức đối với một số quốc gia EU, đặc biệt là Slovakia và Áo, tiếp tục nhận khí đốt của Nga qua đường ống. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.